tôi không có cảm tình. Đấy mà với em sâu em nhiều, em mặc đám tay dài nên mới có cớ để thoáng nắng lời mắng nhiếc. Nhưng anh ơi anh hãy suy nghĩ lại đi anh, vì mình còn con thơ nhỏ dài nó cần có tình cha mát như dòng thái dương ngọt ngào như dòng nước trôi vô. California nhà tới 57 cái. Giống như sao? Nhưng nếu sau này anh có chồng chữ mỏi gối, nơi chúng quê xưa em gian rộng cánh tay chào. Đây ao xưa sợ cha em mới ra dòng mới xong tận thế. Đêm dài tóc chỉ giờ nhuộm hai lá.
có trống rồi sáng con gọi tới phải không? Ủa sao chú bán vé số nữa hả? Chú bán vé số. Tôi là thợ đụng, đụng đâu như làm đó. Ôi thấy thương quá. Dạ không sao đâu, có gì làm mày vô lát nữa em gửi thêm cho chú nha. Mà với ngày hôm nay tôi quay về đây không phải mất công. Dạ chứ mất công là nó bỏ rồi, không được một vạn đường nữa. Mày nhỏ có hàng lẫn sướng vậy trời. Ủa sao mọi cái ghế ăn vậy? Ghế xe ăn. Ghê quá rồi, xin chú đi. Mọi cái này nó có thương đó. Nhưng mà thôi đi, bữa nay anh về đây để làm gì? Mua vé số không em? Anh bán vé số có gì dọ. Với lại em còn yêu anh không? Anh nghĩ sao anh hỏi cái câu đó hả? Anh hỏi cái câu mà tôi yêu anh không mà anh có thấy ngượng miệng không? Ngày em đi em nói thì sao? Anh nói là anh đi theo cái con bò cần giờ kia. Tôi á không có bài là giờ làm xin lỗi mà tha lỗi cho anh đi, anh hứa không tái phạm nữa đâu. Anh hứa từ nay có chi thú làm ăn, không có trăng hoa nghèo hơn. Em ơi, trọng lượng thứ tha cho anh được một lần tái rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thích làm con sâu. Nghe cái mặt của anh nó kỳ. Mấy ca thể lương chưa? Rồi. Bây giờ xin mời các bạn đại thần mở cho video clip thứ hai. Câu chuyện xuất hiện. Xin cảm ơn vì đã theo dõi kênh Bí mật VBiz. Chúc các bạn những ngày tốt lành.